Hello, xin chào các bạn. Mình là Minh Đức Game, mình đây. Mình đã trở lại đây. Thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là ba giai đoạn phát triển trong Lost Mobi khi mà chúng ta chơi hay gặp phải, và cái thứ hai là cách chơi tốt nhất cho mỗi giai đoạn nha bạn. Bạn thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn nhớ subscribe, like, share cho mình nha. Thì mình đi vào vấn đề đây. Thì khi mà bắt đầu vào chơi á, thì các bạn khi mà tạo ạc bắt đầu á, thì nó sẽ đưa bạn vào một cái kingdom, nó sẽ cho bạn một kingdom mà gần nhất. Thì hiện giờ là nghe nói kingdom cũng gần 1.000 rồi bạn. Rồi 999 rồi có không? 999 không có ha. Thì nghe nói cũng 996 coi có không. Thì kingdom hiện giờ là 996 nha bạn. Đó. Thì kingdom mới nhất hiện giờ là 996. Thì khi mà tạo ạc ra nó cho bạn một cái kingdom 96. Đó, thì cái giai đoạn 1 này á nó là bắt đầu khi mà tạo ạc á, có một cái lâu đài nhỏ nhỏ đó, đến khi thì các bạn có tay ba, tay ba là lính thứ ba các bạn. Thì lính thứ ba là làm sao, thì ở đây các bạn cái dãy dãy đầu tiên là quân đội bậc một, là quân đội bậc hai, quân đội bậc ba. Đó là các bạn từ đầu khi mà đến giai đoạn có lính bậc ba. Thì mình bàn về cái giai đoạn ban đầu, giai đoạn một chút xíu. Thì giai đoạn này á, các bạn á là chúng là chỉ có lo xây dựng thôi, phát triển kinh tế thôi, chứ tích trữ của cải, lương thực, tài nguyên rồi tăng tốc rồi các bạn. Giai đoạn này là giai đoạn coi như là xây dựng để phát triển, phải mạnh về kinh tế trước đầu tiên để mới 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 sau này mình mới đi chuyển qua quân sự. Thì các bạn nào mà chưa xem cái hai cái giai đoạn phát triển á, thì các bạn trước khi xem cái video này, các bạn nên xem lại hai cái giai đoạn phát triển trong Lost Mobi mà mình đã chia sẻ trên YouTube nha bạn. Các bạn tìm lại thì các bạn tìm lại là đây hai hướng phát triển trong game Lost Mobi á, bạn chọn hướng lối đi nào á đó, thì các bạn tìm lại xem nha bạn. Đó, nó là cái video này xem á đây. đó. Thì cái giai đoạn này á là cái dọn rất là quan trọng các bạn, để là đệm, là một cái bước đệm để sau này á mình mạnh bạn. Bước đệm rất là quan trọng, như là cũng như ngoài đời thực tế sao bạn, khi các bạn muốn sản xuất cái gì á, các bạn phải xây dựng. Ví dụ như bạn muốn sản xuất nhà máy chế biến lương thực thực phẩm, thì bạn phải xây dựng nhà máy, ban đầu phải xây dựng nhà máy. Ví dụ bạn muốn đánh nhau, bạn phải có súng ống, thì bạn phải xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí đó. Cái này ban đầu các bạn phải lấy xây dựng, và coi như là đẩy tích cực, đẩy mạnh về kinh tế luôn nha bạn. Coi như là các bạn sản xuất lính chỉ một phần thôi, nhỏ nhỏ thôi, để đi farm rồi thôi. Còn đặc biệt đó là phải xây dựng phát triển thần tốc luôn đó, để mà phải xây dựng phát triển thần tốc, các bạn phải xin vào ban mạnh nha các bạn. Thì mình cũng làm một cái video nói về cách xin vào số 1 kingdom á, thì các bạn xem lại nha. Đó, đó. Coi như là thì kỳ này á là các bạn không đánh nhau, mà có thằng nào đánh nhau thì bạn phải nhẫn nhục mà trú lính đi. Đó, đây trú lính này, chỗ não này bạn chọn 12 giờ, cái chọn 12 giờ rồi trú ẩn thôi, để là bảo toàn lực lượng của mình. Cứ mà giai đoạn thường giai đoạn này á cũng ít người đánh bạn lắm đó, các bạn tùy tùy cái thằng tào lao rồi nó đi đánh tùm bậy tùm bạ thì không nói, nhưng mà các bạn gần như là không nên đánh nhau bạn, như là không ai mà rủ rê đánh nhau rally đồ, các bạn im luôn, không có đánh. Các bạn đánh là mình kiệt, gọi là mình không có còn tài nguyên nữa đó. Cứ bọn nó đánh á, cứ ai mà quay tới quanh đánh mình á thì mình cứ núp, mà tài nguyên cũng cướp được không nhiều các bạn, cứ cho đánh thoải mái đó, cũng không có nên mà nên chiến thôi đó. Mình nói đánh mình chịu khó là
là trú ẩn thôi hả bạn. Và cũng ở giai đoạn này á, bạn cũng khỏi dùng khiên rồi, cũng khỏi dùng đó, khỏi dùng khiên với khỏi dùng chống thấm luôn bạn, không cần dùng luôn đó, thả cửa luôn, trời ai cũng đánh đánh đó. Rồi á, cái điểm tích trữ, cái điểm VIP này nè đó, điểm VIP này nè đó, điểm VIP là bây giờ là giờ mình đăng nhập là 328 ngày á, thì nó nhận điểm VIP là để mình tích trữ cái điểm VIP, mình nâng nâng cái VIP cho nhanh nha bạn. Rồi rồi điểm thứ hai là phải các bạn phải tích trữ cái linh hồn và cái còng đó đó, linh hồn và cái còng là cái nào, tại sao phải tích trữ cái còng thép này này đó, mình ra 899 cái, và cái pha lê linh hồn là 860 cái, các bạn phải tích trữ hai cái này á, càng nhiều càng tốt các bạn, và tích trữ game luôn, không có xài game phung phí, để khi á mà lên nhà bạn muốn mà nâng cấp cái học viện này lên cấp 25 là các bạn phải mất cái đền thờ đó, mất cái đền thờ là cái này này, và mất luôn cái hội tòa hội chiến, thì hai cái này rất là tốn còng thép và cái pha linh hồn của bạn, tốn cũng mấy chục ngàn á, hai ba mình nhớ là coi như một thứ là 20 ngàn á, hơn 20 ngàn á, 20 ngàn còng thép và 20 ngàn linh hồn á, mình không không rõ, mình không nhớ rõ lắm bạn, bạn có thể xem lại cái tìm kiếm trên YouTube đó, nó có các bạn đó, thì để mình tích trữ để sau này mình mua các bạn, mình mua game, mình đừng có xài game phung phí nha bạn, mình tích trữ để mình có một cái lượng vốn game để sau này mình mua mấy cọng thép để mình phát triển lên cái giai đoạn 2 cho nó nhanh nha bạn, chứ các bạn mà xài phung phí là thua luôn á đó. Đó các bạn cứ bình tĩnh, không có gì mà phải vội vàng hết á đó. Đó các bạn cứ phát triển rồi rồi xây dựng, rồi tích trữ lương thực lúa gạo, rồi để mình chuẩn bị bước qua cái giai đoạn 2 đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Thì khi mà có lính có đã hết cái giai đoạn 1 là từ lính bậc 1 đến lính bậc bậc 3 là xong xuôi rồi, các bạn sẽ bước sang cái giai đoạn 2 nha bạn. Các bạn bước sang giai đoạn 2 thì cái giai đoạn 2 á là nó có là từ T3 đến T4 nha bạn. Giai đoạn 2 là khi bạn có lính T3 và có lính T4, thì cái giai đoạn này á là các bạn cũng nên phát triển về kinh tế. Nó chưa vội đánh nhau luôn nha bạn. Vẫn phát triển về kinh tế mà coi như là cũng từ 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 đánh nhau. Các bạn là khi mà cái giai đoạn này á, các bạn có nhà 24 rồi, các bạn ngứa tay ngứa chân tại xây lâu quá rồi, bắt đầu đi rồi đánh nhau túi bụi thì cũng không nên bạn. Các bạn đánh nhau khi là các bạn có khoảng là 400 T4 đó, 400 T4 thì các bạn mới mới nghĩ đến cái vấn đề mà tham chiến với nhau bạn đó. Đó còn không thôi là các bạn đừng có nghĩ đánh nhau là mình là sẽ thất 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 mất nhiều cái tài nguyên lắm bạn, cứ bình bình tĩnh, không có gì mà phải vội vàng hết á, cứ phát triển lên thôi, tại mình tích trữ mà. Khi mà vừa đánh có thể trên giai đoạn này á, các bạn cũng đã có T4 là sẽ bắt đầu là mạnh rồi đó. Các bạn cứ vừa phát triển về kinh tế nha, rồi có thể là đánh nhau một hai trận cùng với bang của mình á, rally thôi, đừng có đánh solo, tại solo thì chết lính nhiều đó. Bạn cứ thấy có kèo nào á thì các bạn rally vui với anh em thôi đó, bắt đầu mà có T4 là bắt đầu mạnh, là ít có người mà đánh bạn lắm. T4 khi mà người ta do thám mà tôi thấy mà bạn có T4 á là người ta rất là dè chừng bạn, gần như là solo thì ít dám solo, là ít có người solo lắm, mấy ca mới thì ít có người solo lắm, và khi mà đánh nhau người ta thường rally bạn không à đó. Đó, bạn phải chú ý nha. Thì cái điểm đặc biệt cái chỗ này á, nếu mà các bạn muốn mà mạnh hơn nữa, phát triển mạnh hơn nữa thì các bạn nên di chuyển về các kingdom mới hơn đó, để mình tận dụng cái khoảng thời gian mà mới mở, mình sẽ phát triển, mình sẽ hơn người ta về cái thời gian
xây dựng phát triển các bạn đó, bạn di chuyển vào kingdom mới hơn á thì các bạn sẽ làm chùm cái khu đó đó, các bạn cứ di chuyển đi. Thì di chuyển rồi mình cũng kiếm mấy cái kingdom mà mạnh mạnh á, mà có người Việt hay là người nước ngoài nào mà trú ẩn á thì các bạn cứ di chuyển về đó. Đó. Thì lúc này là các bạn đã vừa mạnh rồi, vừa có lính tới 4 là các bạn yên tâm rồi đó. Thì đó là hết cái giai đoạn 2. Bước qua cái giai đoạn 3 là từ tới 4 trên lên tới 5 á, thì cái giai đoạn này mạnh là các bạn có thể chuyển hoàn toàn sang sang cái quân sự hết toàn bộ quân sự cũng được bạn. Rồi bạn đi đánh tinh hoa hắc ám, quỷ hắc ám, rồi đi đánh nhau tùm lum la thì các bạn thoải mái luôn. Giai đoạn này các bạn là mạnh rồi, vừa mạnh rồi. Coi như hai cái giai đoạn kia là bước đệm, và giai đoạn này là các bạn hơn, từ khi có từ 4 đến từ 5 hoặc là hơn nữa là các bạn quá mạnh rồi. Như là khi có từ 5 là các bạn vô khủng luôn. Hiện giờ thì từ 5 cũng rất là hiếm, cũng khoảng là 10 người thì chắc cũng có 1-2 người có thôi. Mà bạn có từ 5 là ít người đánh lắm. Đánh chủ yếu bây giờ tới cái giai đoạn này là người ta rally bạn không à, khi mà đi ngủ hay gì đó là người ta canh ta rally mình mới chết thôi, chứ còn mà đánh solo có tên năm là người ta mà đánh mình cũng chạy ra chóc phải lắm các bạn. Mình mà thua mà người ta thì cũng phải sặc máu á, chứ không phải giỡn đâu. Thì cái giai đoạn mà đây có thể là bạn cầm kỳ, tên năm là có thể là cầm kỳ đánh nhau hỗn chiến tùm lum la các bạn. Thì đó là mình đã nói về ba cái giai đoạn phát triển trong game Lost Mobi mà các bạn có thể là áp dụng để phát triển cho phù hợp. Thời gian mà để mà phát triển ba cái giai đoạn này á là tùy bạn thôi. Nếu bạn có nạp á thì hay không, nếu mà nạp thì nó nhanh hơn, còn nạp ít thì ít hơn nữa, tùy thôi. Cái thời gian nó khởi khác nhau các bạn, nhưng mà lên tới 4 thì không quá khó nếu mà các bạn áp dụng cách của mình, có nghĩa là cái dọn giai đoạn 1 các bạn đừng có xài game lung tung và tích trữ thật nhiều, không xài game luôn, để qua để xây dựng cái tòa thánh hộ chiến đó. Cái tòa thánh hộ chiến là cái tòa cái đền thờ với lại cái tòa hội chiến á, lên 25 nó để lên 25 để mắc để xây dựng cái học viện là các bạn thấy là gần như một nửa đã thành công lên tới 4 rồi bạn. Thì tới 5 hiện giờ cũng khó các bạn. Đó, thì đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì tóm lại cho các bạn là có 3 giai đoạn để phát triển. Thì cái giai đoạn đầu á là từ khi mà từ đầu và đến khi có tới 3 là các bạn hoàn toàn phát triển về kinh tế luôn. Và giai đoạn 2 á là từ khi có tới 3 và tới 4 có thể là các bạn vừa phát triển kinh tế, vừa tham chiến một ít, phát triển quân sự một ít thôi. Và khi mà hai cái giai đoạn kia các bạn đã vượt 3 á, là qua cái giai đoạn 3 là từ khi mà có tới 4 đến trở lên, là tới 4 tới 5 á, muốn là tới 6 thì tới 7 thì không biết. Thì lúc này bạn có thể hoàn toàn chuyển về quân sự luôn các bạn. Đó, thì đó là những điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nào muốn thấy hay thì nhớ subscribe, like, share cho mình để mình còn làm nhiều video hay ho hấp dẫn hơn nữa nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.